Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các khán giả yêu quý đã quay trở lại với Tin Mới. Các bạn thân mến, tình hình Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua vẫn luôn là vấn đề nhức nhối giữa các nước nằm trong bán đảo Đông Dương, đặc biệt là khi Việt Nam chúng ta có anh bạn hàng xóm Trung Quốc ngỗ ngược, luôn xem thường luật pháp quốc tế và không ngừng có những hành động bẩn thỉu, hòng thực hiện âm mưu bành trướng, la liếm vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, trong đó có cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ông cha ta vẫn thường có câu rừng vàng, biển bạc và biển đông, luôn ôm trọn hai quần đảo quý giá và thiêng liêng này như một phần cơ thể của dải đất chữ S. Tuy nhiên, với anh bạn Trung Quốc, một mặt xem Việt Nam là đối tác tin cậy, là người bạn hữu nghị thân thiết, nhưng mặt khác thì lại xem Việt Nam như một miếng mồi béo bở để có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào. Có lẽ Trung Quốc vẫn ung dung, rung đùi mà nghĩ những hành động âm thầm của họ sẽ nằm ngoài tầm mắt của Việt Nam. Tuy nhiên thì Trung Quốc đã nhầm, ngay cả hành động đưa máy bay săn ngầm ra quần đảo Trường Sa mới đây nhất của Trung Quốc diễn ra một cách lặng như tờ thì Việt Nam cũng dễ dàng nhìn thấu được. Vậy cụ thể, hành động này đã diễn ra như thế nào? Mục đích của Trung Quốc với hành động này ra sao? Hãy cùng với Tin Mới tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, từ hình ảnh vệ tinh do công ty công nghệ Masa của Mỹ cung cấp cho thấy một con tàu do thám thuộc lớp Thai 815G của Trung Quốc xuất hiện ở đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, ở sân bay mà Trung Quốc cho quân xây dựng trái phép trên đá chữ thập cũng xuất hiện một máy bay tuần tra hàng hải 8Q của Hải quân Trung Quốc cùng một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KG-500. Trước đó, vào tháng 5 năm 2020, hãng ảnh vệ tinh Inmarsat International ISA của Israel cũng đã từng công bố các ảnh chụp cho thấy các máy bay do thám KG-500 và KQ-200 cùng một trực thăng Z-8 của anh bạn sát vách của Việt Nam đã có mặt ở đá chữ thập. Theo ISA, các máy bay này đều thuộc loại thu thập tình báo, giám sát và do thám, được đưa ra khỏi kho chứa và đậu ở bên ngoài. Được biết, 8Q là loại máy bay tuần tra chống ngầm, được phát triển trên cơ sở máy bay vận tải Y-8 mà nước này sao chép thiết kế máy bay AN-12 của Nga. Tham số tính năng của 8Q được Trung Quốc giấu kín khiến cho các chuyên gia phân tích thế giới chỉ có thể căn cứ vào hình dáng của chúng để có thể suy đoán được tính năng. Chúng được trang bị đuôi kéo dài tới 7 mét, chứa thiết bị dò tìm từ tính để phát hiện các tín hiệu từ tính phát ra từ vỏ tàu ngầm. Các chuyên gia quốc tế dự đoán rằng khoang vũ khí trong thân 8Q có thể mang tới 10 tấn vũ khí, bao gồm thủy lôi, bom mìn chống ngầm, ngư lôi chống ngầm 324mm và cả tên lửa chống hạm. 8Q đánh giá là sẽ trở thành một phần quan trọng trong hệ thống săn ngầm của Trung Quốc với tầm bay 5.000km, tích hợp nhiều loại cảm biến, tải trọng vũ khí khổng lồ sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho Trung Quốc trước lực lượng tàu ngầm các nước trên Biển Đông. Còn KJ-500 là máy bay cảnh báo sớm hiện đại do Trung Quốc phát triển trên cơ sở dòng máy bay vận tải Y-9. Hệ thống radar của KJ-500 có tầm chính xác tới 470km với mục tiêu là máy bay tiêm kích. Có thể nói, hành động này rõ ràng đã cho thấy Trung Quốc đang ngày một táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn trong việc khẳng định chủ quyền trái phép tại vùng thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời tham vọng về cái mà gọi là đường lưỡi bò của anh bạn hàng xóm của chúng ta cũng ngày một quyết liệt hơn. Như chúng ta đã biết, đá chữ thập là một dạng san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Bãi đá có chiều dài tính theo trục Đông Bắc Tây Nam là 14 hải lý, tương đương với 25,93 km và chiều rộng là 4 hải lý, tức là 7,4 km, tổng diện tích đạt 110 km2. Trừ một tảng đá cao 1 mét nổi lên ở phần đuôi phía Tây Nam, thì nhìn chung đá này sẽ chìm hẳn dưới nước khi thủy chiều lên. Từ năm 1986, tình hình khu vực biển quần đảo Trường Sa có những diễn biến phức tạp khi Trung Quốc bắt đầu có những hành động nhòm ngó uy hiếp các đảo ở đây. Cụ thể, Trung Quốc liên tục cho máy bay và tàu thuyền, có cả tàu chiến hoạt động trinh sát thăm dò từ khu vực đảo Song Tử Tây đến khu vực đảo Thuyền Trài, trong đó có đá chữ thập. Nhận thấy điều bất ổn, Tư lệnh Quân chủng Việt Nam ngay lập tức điều lực lượng công binh, tàu chiến, tàu vận tải ra bảo vệ các đảo nằm trong khu vực mà anh bạn hàng xóm đang có âm mưu la liếm. Đầu
năm 1988, tình hình khu vực Trường Sa đột ngột trở nên căng thẳng. Ngày 22 tháng 1 năm 1988, Trung Quốc đưa 4 tàu gồm hộ vệ tên lửa, tuần dương, tàu dầu, tàu đổ bộ và một số tàu khác đến chiếm đóng đảo Chữ Thập. Tiếp đó, Trung Quốc đưa một lực lượng lớn gồm 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 khu trục tên lửa, 4 tàu bảo đảm đậu xung quanh đảo, khống chế không cho tàu thuyền các nước qua lại để bảo vệ đảo Chữ Thập. Không dừng lại ở đó, Hải quân Trung Quốc còn tổ chức 3 cụm tuyến hoạt động gồm cụm phía sau lấy Hoàng Sa làm căn cứ thường xuyên có tàu hộ vệ pháo, hộ vệ tên lửa, khu trục tên lửa tuần dương, các tàu ngầm và tàu hộ tống nhằm ngăn cản, uy hiếp lực lượng tàu hải quân ta hoạt động ở vịnh Bắc Bộ, gây khó khăn cho ta trong việc triển khai hoạt động bảo vệ vùng biển phía Nam. Cụm ngăn chặn lực lượng hải quân ta ở đông bán đảo Cam Ranh, Cù Lao Thu và cụm Chữ Thập âm mưu khống chế ta ở khu vực Trường Sa nếu có thời cơ phát triển lực lượng xuống khu vực phía Nam. Ngày 23 tháng 1 năm 1988, tàu 613 thuộc vùng 4 Hải quân Việt Nam chở lực lượng và vật liệu ra đảo Tiên Nữ. Sau 2 ngày vật lộn với sóng to, gió lớn, tàu đến Tiên Nữ, phương châm xây dựng là làm đến đâu chắc đến đó. Đầu tháng 2 năm 1988, cán bộ chiến sĩ trên đảo hoàn thành nhà ở cấp 3, nơi sinh hoạt, bếp ăn và triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo. Ngày 27 tháng 1 năm 1988, tàu HQ-611 và tàu HQ-712 do đồng chí Công Phán, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146 làm biên đội trưởng. Đồng chí Nguyễn Thế Dân, Phó Tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân làm biên đội phó, chỉ huy một đại đội công binh và 2 đảo của lữ đoàn 146 đến đóng giữ đảo Chữ Thập. Ngày 29 tháng 1, tàu bị hỏng máy phải dừng lại sửa chữa. Đồng chí Nguyễn Thế Dân chuyển sang tàu HQ-07 thuộc lữ đoàn 171 đi làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Đá Lớn. Đồng chí Công Phán ở lại sau khi tàu sửa chữa xong, tiếp tục chỉ huy biên đội tiến về phía đảo Chữ Thập. Sáng ngày 30 tháng 1, khi cách đảo 5 hải lý, thì phát hiện 4 tàu chiến đấu của Trung Quốc cùng 2 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo ra ngăn cản, có lúc chỉ cách 300m không cho tiếp cận đảo. Tàu phải đành quay về Trường Sa Đông, không thực hiện được việc đóng giữ đảo Chữ Thập như kế hoạch đề ra. Cuối tháng 1 năm 1988, khi 2 tàu HQ-851 và HQ-852 đang tiến hành bảo dưỡng định kỳ ở nhà máy Ba Son, thì nhận được lệnh về Sở Chỉ huy Quân chủng ở Cam Ranh nhận nhiệm vụ. Ngày 31 tháng 1 năm 1988, Trung Quốc tăng cường thêm lực lượng củng cố đảo Chữ Thập thành căn cứ để khống chế ta ở khu vực Trường Sa. Khi chiếm đóng đảo Chữ Thập, Trung Quốc đã bộc lộ rõ âm mưu tranh chấp với ta ở Trường Sa. Trước diễn biến mới, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng chủ trương hành động tập trung cao nhất khả năng lực lượng của quân chủng vào đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển và quần đảo Trường Sa, chạy đua với thời gian, nhanh chóng đóng giữ các đảo theo kế hoạch. Đồng thời đề xuất với Đảng, Chính phủ phát động phong trào cả nước hướng về Trường Sa, ủng hộ chi viện Trường Sa và vì Trường Sa. Đảng ủy quân chủng xác định rõ lúc này, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển và quần đảo Trường Sa là nhiệm vụ quan trọng nhất, khẩn trương nhất và vinh quang nhất của quân chủng Hải quân. Toàn quân chủng bước vào chiến dịch CQ-88 chủ quyền 1988 với ý chí và quyết tâm mạnh mẽ. Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 2 năm 1988, Thường ủy Đảng vụ quân chủng đã họp nhận định Trung Quốc đã cho quân đóng trên đảo Chữ Thập và anh bạn hàng xóm này đã chiếm đóng đá Chữ Thập hoàn toàn trái phép từ đây. Các bạn có biết, kể từ khi chiếm đóng trái phép đảo Chữ Thập, Trung Quốc đã ngang ngược biến nơi đây thành căn cứ quân sự chính của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời điều quân canh gác cẩn thận đến mức người ta tưởng tượng rằng đến một con kiến bé tí cũng khó có thể lọt qua được căn cứ bí mật này. Cụ thể, sau khi chiếm đóng trái phép đá Chữ Thập, từ cuối tháng 2 năm 1988, Trung Quốc bắt đầu xây dựng căn cứ tại đây và hoàn tất việc tạo lập căn cứ vào tháng 7 năm 1988. Tại căn cứ này, Trung Quốc đã xây dựng một tòa nhà bê tông dài hơn 60m, trên đó có nhiều anten, radar, thu phát sóng cao tần. Vào giữa năm 2010, Trung Quốc đã hoàn thành việc phủ sóng mạng điện thoại tại đây. Từ cuối năm 2013, đầu năm 2014, phía Trung Quốc tập trung tối đa người, phương tiện để cải tạo, mở rộng đá Chữ Thập thành đảo nhân tạo lớn nhất quần đảo Trường Sa, với quy mô diện tích là 2,74 km2. Tính đến tháng 5 năm 2015, đảo nhân tạo đã có diện tích khoảng 280,3 ha, với chiều dài khoảng 3.700 m.
rộng nhất là 1.100m, hẹp nhất là 60m và hồ nhân tạo ở phía đông bắc có diện tích khoảng 5,2 ha với luồng dẫn vào dài khoảng 700m, rộng 270-300m. Đến nay, căn cứ chữ thập đã hoàn tất với cụm 7 nhà lớn ở khu vực trung tâm, cao từ 5-6 tầng và 30 công trình nhà trung bình nhỏ khác. Một đường băng sân bay dài hơn 3.000m, rộng 50m phục vụ các loại máy bay vận tải dân dụng, quân sự, du lịch loại nhỏ cất hạ cánh, các đài chỉ huy không lưu, tháp radar không lưu và khoảng 30 nhà chứa máy bay dọc đường băng. Ngoài ra, căn cứ này còn có các công trình hiện đại như tháp hải đăng, tháp viễn thông thu phát sóng 4G, tháp radar đối không đối hải, hệ thống liên lạc vệ tinh, sân vận động trung tâm, trạm quan trắc hải dương, trạm lọc nước biển, bệnh viện tiêu chuẩn cấp 2. Không dừng lại ở việc xây dựng các công trình hiện đại mà nước này còn gia tăng căng thẳng bằng cách ngang nhiên đưa tàu tấn công đổ bộ có lượng rãn nước lên tới 20.000 tấn cùng một đội văn nghệ đến đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc còn tăng cường lắp đặt bất hợp pháp tên lửa hành trình chống hạm IG-12B và hệ thống tên lửa phòng không HQ-9B. Đây được xem là một bước leo thang đáng kể nhằm thực hiện mưu đồ quân sự hóa Biển Đông của nước này. Các bạn thân mến, có thể nói Trung Quốc dường như đang cố tỏ ra ngang ngược hơn, bạo mạnh hơn để đe dọa một anh bạn nhỏ như Việt Nam. Thế nhưng các bạn có nghĩ Việt Nam sẽ dễ dàng để yên cho Trung Quốc thỏa sức tắc oai tắc quái trên một phần xương máu của chúng ta hay không? Hãy cho chúng mình biết ý kiến của các bạn bằng cách comment ở phía dưới. Cũng đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những điều thú vị nhất. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.